xin chào các bạn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi đến những cái tip mà giúp cho mẹ sau sinh có thể nhanh chóng lấy lại vóc dáng, đặc biệt là cái vòng eo thon gọn của mình như là cái thời mà trước khi mình mang bầu. Trước tiên bây giờ mình sẽ đến với cả cái phần dinh dưỡng. Khi mà bạn muốn giảm mỡ và có cái vòng eo, lấy lại cái vòng eo nhanh chóng, thì mình vẫn phải biết rằng là mình đang cho em bé ăn sữa mẹ. Đồng thời là cơ thể của mình ngay sau sinh thì mình cũng phải có một cái lượng cung cấp cái thực phẩm vào để có thể bồi bổ và tái tạo lại cái sức khỏe cho mình trong cái giai đoạn mang bầu và sinh con. Bởi vậy cho nên mẹ vẫn ăn đủ bốn cái nhóm chất mà Anna đã kể đến trong rất là nhiều video clip khác trong cái series này. Mẹ đặc biệt là nếu mà mẹ thiên về cái việc là mẹ sẽ muốn thon gọn hơn, hoặc là mẹ đã sau 6 tháng rồi á, sinh em bé được sau 6 tháng rồi, thì mẹ có thể chuyển thành một cái chế độ mà ăn 70-80% đến từ thực vật, chỉ có 20-30% đến từ động vật thôi. Tại sao cái chế độ này nó lại giúp cho mẹ có thể nhanh chóng lấy lại vóc dáng sau này? Bởi vì như thế này ạ, lớp mỡ của chúng ta nó là một cái lớp đệm này, bảo vệ cơ thể này, giữ ấm cho cơ thể này, đồng thời nó lại còn là cái nơi như là một cái nhà kho để chứa những cái độc tố vậy đó. Độc tố trong cơ thể của chúng ta có hai dạng là tan trong dầu và tan trong nước. Và chủ yếu những cái loại độc tố mà độc hại nhất thì lại tan trong dầu. Bởi vậy nên là khi mà gan thận của chúng ta chưa thể nào đào thải được hết chúng ra ngoài, vì cái lượng đưa vào là quá nhiều. Và đôi khi chính bản thân gan thận đều đang bị đầu độc bởi độc tố nữa, nó không thể thực hiện được tốt chức năng đó. Thì độc tố sẽ được tích trữ trong các nhà kho, chính là những mô mỡ. Đây là một cái cơ chế bảo vệ của cơ thể, bởi vì nếu không á, thì nó sẽ tuần hoàn trong dòng máu và có thể nó làm gây ảnh hưởng đến mọi cái hoạt động sống của chúng ta. Khi mà mẹ ăn nhiều những cái thực vật, đặc biệt là mẹ xem cả những cái bữa từ thực vật tươi, tức là ngay cả rau này, một số những cái loại như thực phẩm tàng hình mà Anna hay nói đến á, thì bạn cũng có thể ăn trong giai đoạn này. Bởi vì sao ạ? Nó giống như là một cái chổi. Trong hệ tiêu hóa nó sẽ quét tất cả những cái mỡ này, những cái cặn mà bám trong hệ tiêu hóa của chúng ta. Đối với ở trong dòng máu và trong các cái hệ cơ quan của chúng ta thì nó cung cấp đầy đủ vitamin, enzyme, muối khoáng, những cái chất mà chống oxy hóa, giúp cho cơ thể của chúng ta có thể tự thanh lọc và kích hoạt cái cơ chế mà đào thải những cái độc tố và cặn bã ra. Và khi như vậy á, thì mỡ không còn phải giữ lại để mà làm cái nhà kho cho cất giữ độc tố nữa. Cho nên là nó sẽ làm cho chúng ta kích hoạt cái phản ứng đốt mỡ tốt hơn. Một cái điều nữa là gì? Trong cái quá trình mà bạn mang thai thì cái lớp mỡ này được tích trữ là để cho cái quá trình mà chuyển hóa nó thành sữa mẹ. Để bạn có nhiều sữa được, bạn sẽ phải sử dụng cái lớp mỡ đó. Và để nhiều sữa thì nó còn có nhiều yếu tố tác động vào, chứ không phải chỉ là bạn cần phải ăn nhiều mới có nhiều sữa. Nó là một tổng hòa các cái yếu tố, trong đó dinh dưỡng đương nhiên là đóng một cái vai trò quan trọng rồi. Cho nên khi mà bạn thực hiện cái chế độ ăn này, cái lượng sữa của bạn, cái chất lượng sữa của bạn nó sẽ rất là tốt. Bởi vì nó có đầy đủ những cái nhóm chất dinh dưỡng, đặc biệt là đến từ gốc thực vật thì nó dễ tiêu hơn rất nhiều. Và nó dễ tiêu không chỉ cho mình mà còn cho em bé nữa. Có nhiều em bé là do mẹ ăn quá nhiều thịt thà đi, mà lại ít rau xanh, ít những cái loại trái cây, cho nên là bé cũng bị táo bón. Có nhiều mẹ hỏi Anna là: chị ơi, bây giờ bé nhà em ăn hoàn toàn bằng sữa mẹ mà cũng bị táo bón. Thì Anna mới nói là mẹ cần phải xem lại cái chế độ ăn của mẹ. Đặc biệt khi mà mẹ đã khoảng năm sinh bé được 5-6 tháng rồi thì mẹ hoàn toàn có thể ăn mọi những cái thức ăn như là bình thường, không cần phải kiêng một số những cái món, bất kể là mẹ sinh thường hay sinh mổ nữa. Thì lúc đấy chế độ ăn của mẹ càng cần phải đa dạng hơn. Mình cũng cần phải biết tính toán một chút. Tức là mình cứ sợ là ăn bao nhiêu thì đủ để mà tạo sữa cho em bé. Thì Anna cũng có thể lên một cái con số đơn giản cho bạn như thế này. Bạn chỉ cần ăn thêm khoảng 500-700 calo một ngày thôi. 500-700 calo một ngày thì nó tương đương như thế nào ạ? Tương đương là bạn ăn 3 bữa chính của bạn thông thường, và bây giờ bạn ăn thêm 2 bữa phụ nữa. Nếu 2 bữa phụ này đến từ các loại rau củ quả, thực phẩm, gốc thực vật, thì nó sẽ gần như không làm ảnh hưởng. Vì trong gốc thực vật nó chủ yếu là vitamin, enzyme, muối khoáng và chất xơ, chứ nó không chứa nhiều năng lượng. Tức là chứa rất nhiều dinh dưỡng và mức năng lượng lại thấp. Nó phù hợp cho cái yêu cầu tạo sữa, xây dựng lại cơ thể, và đồng thời là kích thích để cái mô mỡ nó phải được đốt cháy để tạo thành năng lượng. Trong cái quá trình mà đang cho em bé ăn sữa mẹ
thì mẹ nhớ là mình cần phải ăn đủ tất cả những vitamin, enzyme, đặc biệt là những vitamin nhóm A, B, C, acid folic, sắt rồi canxi và nhiều những cái vi khoáng khác. Thì có một cái điều hay là rất là thuận lợi là tất cả những cái gì mẹ cần đều có ở trong thực vật. Nó đều có lượng lớn ở trong thực vật như vậy. Bởi vì như thế cho nên là mẹ ăn thì mẹ vừa bổ sung thêm được cái vitamin cần thiết cho con, mà cơ thể của mình thì lại không bị béo, và mình lại có cơ hội để mà giải phóng được cái mỡ, đặc biệt là cái mỡ quanh vùng bụng và quanh cái vùng đai mà ở phần lưng bụng. Thậm chí có rất nhiều mẹ là còn bị tích ở hai cái bên tay này, rồi ở đùi này. Thì bây giờ mình cũng cần phải biết cái cách ăn khôn ngoan. Mình không tập trung vào cái việc giảm cân ở giai đoạn này, mà mình tập trung vào cái việc là có một chế độ ăn như thế nào mà vừa đảm bảo được cho nhu cầu tiết sữa cho em bé, tăng chất lượng sữa và đồng thời giúp mẹ khỏe mạnh và tạo tiền đề cho cái việc mà giảm cân sau sinh. Mẹ nhớ rằng là cái loại nước mà mẹ uống luôn luôn là nước nóng. Luôn luôn là nước nóng và nước ấm. Mẹ tuyệt đối tránh xa những cái loại như là nước lạnh hoặc là nước đá. Mẹ cũng bỏ hết tất cả những cái thực phẩm mà đóng hộp và chế biến hàng loạt. Những thực phẩm đó có hạn sử dụng là mẹ không dùng. Bởi vì nó sẽ đưa vào trong người mình những cái độc tố, và như vậy thì mỡ của mình, giống như Anna giải thích, nó sẽ bị giữ lại. Ngoài ra, mẹ cần tránh những cái thức ăn mà có đường tinh luyện. Thực ra khi mà mẹ ăn nhiều đường tinh luyện thì đứa trẻ cũng sẽ khó tính hơn và cáu kỉnh hơn. Tại vì cái đường đấy, nó để mà trong cái việc tiêu hóa đường, nó là một cái hệ thống kết nối rất là nhiều những cái loại hormone khác nhau. Nhưng mà bạn có thể hiểu nôm na rằng là khi bạn ăn đường thì đứa trẻ nó sẽ cáu kỉnh hơn. Và không những như vậy thì khi mẹ ăn những món từ đường tinh luyện thì nó sẽ ức chế cái quá trình đốt mỡ. Mẹ cũng nhớ rằng là trong cái quá trình này, mẹ cũng, nếu mẹ quá thèm ngọt, mẹ có thể ưu tiên ăn những cái loại trái cây ngọt này, hoặc là một số những cái loại tạo vị ngọt khác như là đường thốt nốt, rồi đường mật ong. Tuy nhiên là Anna khuyến nghị là mình không ăn cả những loại đấy luôn. Tại vì thực ra mình không cần, có rất nhiều loại trái cây nó đã rất là ngọt rồi. Và mẹ ăn cái vị giác của mình á, nó càng ít gia vị, càng giảm xuống, càng ít những cái đồ chấm, thì em bé cũng vậy. Và như vậy nó không bị giữ muối trong người mình, và mẹ sẽ không bị tích nước ở trong cơ thể. Có rất nhiều mẹ rất là thương, sau khi sinh rồi mà người mẹ vẫn như là một cái bình nước di động ấy. Tức là mình nhìn vào mình có cảm giác là cái sự mập lên đấy nó không phải là cơ, nó thậm chí nó cũng không phải là mỡ nữa, mà nó giống là đang còn giữ quá nhiều nước. Thì nếu mà mẹ giảm cái chế độ ăn của mình, ít gia vị, ít muối, ít đường xuống, thì không những tốt cho mẹ trong giai đoạn này, mà nếu mẹ giữ được một cái chế độ ăn như vậy thì nó tốt cho mẹ trong cả cuộc đời của mình. Và em bé nó cũng sẽ copy hoàn toàn cái cách ăn của mẹ, nên em bé cũng sẽ có một cơ thể khỏe mạnh, hạn chế được việc xảy ra những cái bệnh mãn tính như là tiểu đường, cao huyết áp, rồi tim mạch, rồi gút. Rồi nếu như chúng ta đã biết về cách ăn như vậy, chúng ta sẽ có lượng ăn như thế nào? Thực tế mà nói, nếu như mà mẹ ăn một cái chế độ mà 70-80% thực vật, 20-30% là động vật thôi, thì mẹ có thể ăn cái lượng nào cũng được. Tại vì Anna hiểu rằng là một mẹ một bữa ăn cùng lắm từ 1 đến 3 chén cơm thôi, và những loại thức ăn thì là bổ trợ cùng tương ứng. Nếu mà mẹ có thể thay cơm trắng bằng những loại ngũ cốc, rồi mẹ luân phiên với một số những cái loại như là gạo lứt, mẹ nhớ là luân phiên nhé. Mẹ có thể xem lại cái clip mà mẹ nên ăn gì và nên kiêng gì để mẹ xem kỹ cái phần tinh bột, nếu mẹ quan tâm đến cái phần tinh bột. Nếu mà mẹ quay trở lại, nếu mà mẹ ăn với chế độ đấy rồi, 70-80% đến từ thực vật, chỉ có 20-30% đến từ động vật thôi, thì thực tế là gì ạ? Thực tế là mẹ không cần phải lo lắng đến cái việc lượng ăn, tức là mẹ có thể ăn thoải mái. Ở đây mình đang không quan tâm đến việc giảm cân, nhưng mà mẹ cứ tin Anna đi, mẹ ăn như vậy, tự động mẹ cảm thấy người của mẹ nhẹ nhõm và mẹ thon thả lại. Nó rất là hay ở chỗ đó. Có những cái loại thực phẩm mình càng ăn thì mỡ mình càng được đốt cháy, càng được chuyển đổi thành sữa, và càng gọn gàng và càng khỏe mạnh, thì tại sao mình lại không ăn, đúng không ạ? Đúng không ạ? Không có lý do gì mà mình lại chọn những cái thực phẩm mà chiên xào, rồi những cái loại thực phẩm đóng hộp, những cái loại như pizza hay là hamburger cả. Mình hoàn toàn có thể ăn những cái loại thực vật, đến từ gốc thực vật nhiều hơn. Nếu như buổi tối mẹ quá đói, mẹ cũng không nên tìm đến mì tôm, mẹ có thể thay bằng là một chén cháo. Cái loại cháo mẹ có thể ăn mà tốt cho tất cả giai đoạn trong nào đó trong cuộc đời luôn, đó là cháo đậu đỏ mẹ nấu với cả gạo lứt tím, hoặc là cháo đậu đen thì mẹ nấu với cả gạo lứt đỏ. Mẹ cứ nấu thành cháo như vậy thì ngay cả mình, cả chồng mình, mẹ già,
trẻ nhỏ đều có thể ăn được, nó đều rất là bổ máu và bổ được cả cho não, phù hợp với cả những cái đối tượng mà phải hoạt động trí não thường xuyên. Vậy là chúng ta đã đi xong về phần dinh dưỡng, bây giờ chúng ta sẽ sang một phần, đó là phần chăm sóc bên ngoài, làm sao để có thể có được một cái vòng bụng thon gọn sau khi mà mình đã sinh em bé nhé. Đầu tiên rất là quan trọng đó là giấc ngủ. Giấc ngủ vừa giúp cho mẹ có nhiều sữa, vừa giúp cho mẹ giải tỏa căng thẳng, vừa giúp cho mẹ đủ bình tĩnh để có thể nuôi con và chăm sóc con. Giúp cho mẹ thoát khỏi những cái tình trạng như là bị trầm cảm sau sinh. Có rất nhiều mẹ là bị như vậy. Cái chế độ ăn mà thiên về thực vật cũng sẽ giúp cho mẹ hạn chế được cái phần mà trầm cảm sau sinh rất là nhiều, bởi vì nó cung cấp nhiều những cái vitamin, muối khoáng và nhiều cái enzyme, nó làm hoạt hóa một số những cái quá trình ở bên trong cơ thể. Cái việc mà giải tỏa được độc tố nó cũng giúp làm giải tỏa căng thẳng cho mẹ và giúp cho cái tình trạng của mẹ nó giảm bớt xuống. Thế thì giấc ngủ cũng là một phần vô cùng quan trọng, mẹ buộc phải ngủ được ở trong cái khoảng thời gian là từ 22 giờ đêm đến 3 giờ sáng, hoặc cùng lắm là 23 giờ đêm đến 3 giờ sáng. Nó chỉ khoảng 4 đến 5 tiếng thôi. Nếu mẹ có thể ngủ liền ở trong cái giai đoạn này thì sữa mẹ nhiều này, mẹ khỏe mạnh này. Mẹ có thể hoàn toàn nhờ sự hỗ trợ của gia đình cho bé ăn một bữa ở giữa cái khoảng thời gian đó. Mẹ có thể tách bé ra để ngủ khoảng 4 đến 5 tiếng liền. Sau đó sau 3 giờ sáng mẹ lại có thể chăm sóc bé như cái cách mà mình mong muốn rồi. Nhưng mà nó sẽ rất là có giá trị để xây dựng sức khỏe cho mẹ, giữ gìn sức khỏe cho mẹ và giúp cho mẹ khỏe mạnh, không phải chỉ trong đúng cái giai đoạn sau sinh nở mà 10 năm, 20 năm, 30 năm, 70 năm sau này. Đồng thời, mẹ cũng nên là có những cái thói quen như là vận động nhẹ nhàng trong 30 phút. Mẹ sẽ chọn những cái bộ môn vận động á, mà nó phù hợp với cả cái phụ nữ mới sinh nở xong và đang cho con bú. Khi mà đang cho con bú thì mẹ không nên tập những cái bài gọi là bài hít cường độ cao, hoặc là không nên ép cân, bởi vì những cái chế độ tập luyện ấy nó rất là nặng, nó làm cho mình mất nước qua mồ hôi rất là nhiều và chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng đến sữa của mình. Mình nên đi bộ nhẹ nhàng, mình có thể tập yoga, mình có thể thiền định, hoặc mẹ có thể tập khí công. Đấy là những cái môn mà mẹ có thể tập trong cái lúc mà mẹ đang cho em bé ăn sữa mẹ. Và Anna rất là thích cái môn đi bộ, rất là thích, mẹ có thể đi bất cứ lúc nào, không phải leo cầu thang nhé. Lúc mà mẹ sinh xong mẹ lại không nên leo cầu thang mà là mình đi bộ bình thường thôi. Và mẹ nhớ rằng là cái việc vận động nó là cần thiết để mà những cái chất dinh dưỡng nó được vận chuyển đi khắp cơ thể, các cái quá trình mà kiến tạo nó xảy ra trơn tru hơn và những cái hoạt động mà đào thải độc tố nó cũng được diễn ra một cách thuận lợi hơn. Bây giờ đến một phần mà chắc chắn là tất cả các mẹ quan tâm, đó là làm sao để mà cái bụng nó có thể quay trở lại và cái phần cơ thành bụng nó có thể săn chắc lại. Mình phải hiểu cái cấu tạo vùng bụng của mình. Trong bụng của mình nó có cái cơ thành bụng bình thường nó đang thẳng như thế này. Khi mình mang thai nó nên để tách ra như thế này. Tức là cái bụng của mình phình lên á, thì nó có do có phần mỡ và nó còn có cả phần cơ nữa. Nếu như mà mẹ biết chăm sóc trong cái giai đoạn 3 tháng 10 ngày thì cái phần cơ của mẹ nó sẽ săn chắc lại. Thì sau này mẹ giảm được cái phần mỡ đi rồi, cái bụng của mẹ nó mới phẳng như thời con gái. Chứ còn nếu mẹ không giải quyết ở ngay cái giai đoạn 3 tháng 10 ngày, ngay sau khi mà mình sinh bé, thì sau này có thể cái phần mỡ của mình được giải quyết rồi, nhưng mà bụng của mình trông nó vẫn cứ lùng bùng. Một số mẹ thuộc cái cơ địa làm gọi là cái tạ người gầy, ốm, thì hoặc là xương nhỏ, những cái tạ người đó thì thường là mẹ quay trở lại ngay được. Có hai cái tạ người là tạ người mà hơi mập mập một chút và cái tạ người giống như Anna là thuộc nhóm ở giữa, thì mình sẽ cần phải quan tâm hơn trong cái trường hợp này. Trước tiên á, là sau khi mà mẹ sinh xong và sau khi đã sạch sản dịch nhá, đối với mẹ sinh mổ thì sau khi mẹ phải liền vết thương rồi, mẹ sẽ chuẩn bị cái muối, có thể là muối tinh cũng được, gọi là muối hột, muối trắng, muối biển ấy, hoặc có thể là muối mà đã được một số những cái hãng họ đã trộn với một số những cái vị thuốc bắc. Mẹ sẽ làm nóng nó lên bằng cách rang hoặc cho vào lò vi sóng, sau đó cho nó vào một cái túi và mẹ nằm úp bụng lên cái muối đó. Mẹ sẽ nằm úp bụng trên nó khoảng từ 6 cho đến 8 tiếng một ngày. Nghe thì có vẻ nhiều đúng không, nhưng mẹ chỉ cần nằm khoảng 2 tuần thôi, không cần phải nằm nhiều. Và mẹ có thể là tận dụng cái thời gian mà trong cái tháng đầu tiên á, khi mà mình mới sinh xong á, thì lúc đấy đang còn nhàn, em bé đang còn rất là ngoan, để mẹ có thể nằm như vậy. Và mẹ nhớ là mẹ phải nằm úp lên. Mẹ nằm úp và mẹ cứ tranh thủ, miễn là tổng thời gian mẹ nằm là 6 đến 8 tiếng là được. Và mẹ nằm úp lên thì chính cái động tác úp đó là toàn bộ cái sức nặng của cơ thể mình nó sẽ đè lên. Với cả một cái rất hay là gì? Khi mang thai thì mình không nằm úp, mình báo hiệu với cơ thể của mình là mình đang mang thai. Còn bây giờ mình đã sinh xong rồi, mình nằm úp xuống, mình báo hiệu với cơ thể của mình là tôi không còn mang thai nữa nha. Và như vậy thì cơ thể của mình á,
nó sẽ tiết ra rất là nhiều những cái hormone enzyme kích hoạt lên để cho đưa mẹ về cái trạng thái bình thường. Vì cái trạng thái mà chuẩn bị mỡ là một cái trạng thái mà để bảo vệ cơ thể, giống như kiểu bọn gấu nó ngủ đông á, trước cái kỳ đó nó sẽ tích mỡ để cho dùng cho mùa đông. Thì bây giờ là bởi vì là mẹ chuẩn bị sinh con nên nó sẽ tích mỡ để giữ ấm cho cơ thể và tạo sữa cho mẹ. Và mẹ cứ nằm như vậy. À, sau đó rồi á, thì mẹ sẽ chuyển đến một cái giai đoạn thứ hai, là giai đoạn mà mình sẽ massage sơ qua cái vùng bụng của mình. Có rất là nhiều bài massage trên internet, nhưng mà mẹ hãy nhớ rằng là cái động tác massage nó là giúp cho cái động tác làm nóng cái bụng của mẹ lên. Và mẹ sẽ dùng thêm cả những cái phần để định hình cái form bụng bằng cách là mình cuốn quần những cái loại quần ghen bụng á, bây giờ được bày bán rất là nhiều. Nhưng khi mà mẹ chưa sạch sản dịch hoặc là mẹ trong một tháng đầu thì mẹ chú ý là mẹ chưa nên dùng những cái quần ghen, đặc biệt là mẹ sinh mổ. Bản thân Anna là một người sinh mổ thì mẹ của Anna và đương nhiên bác sĩ thì phải cho là 6 tháng mới được sử dụng những cái quần đấy rồi. Mẹ của Anna thì tuyệt đối tuân thủ, không bao giờ mà cho bất kể một cái quần ghen bụng nó xuất hiện ở trong gia đình hết. Mình rất là đau đớn và mình biết rằng là có một biện pháp khác là mẹ có thể lấy chính cái tã của con, mẹ buộc và mẹ gá vào bên trong bụng của mình. Chính cái động tác đó nó cũng giúp làm định hình cái form eo cho mình, và nó cũng như là một cái mẹo của các cụ từ ngày xưa đó. Thì khi mà mẹ gá vào như vậy á, thì lúc đầu mẹ có thể làm lỏng, sau đó là mẹ lấy tã của con mẹ quấn cho nó chặt hơn một chút, chặt hơn một chút. Nó cũng là một trong những biện pháp để mà định hình rồi. Bởi vì mẹ dùng quần ghen bụng mẹ đã thấy là nó khá là bí, và khi mà nó bí như vậy thì có thể mình sẽ không dùng được nhiều. Khi mà mẹ đã trải qua sau 3 tháng 10 ngày thì lúc này mẹ có khả năng là dùng quần ghen bụng nhiều hơn rồi này. Hoặc là mẹ có thể sử dụng những cái liệu trình chăm sóc của những cái đơn vị mà chuyên chăm sóc bà bầu và mẹ sau sinh. Họ cũng có những kỹ thuật rất là hay để giúp cho cái vòng bụng của mẹ có thể phẳng. Còn nếu mà mẹ muốn tự làm ở nhà thì mẹ hoàn toàn có thể áp dụng cái phương pháp của Anna. Mẹ cứ kiên trì như vậy, sau 6 tháng đến lúc mẹ đi làm là mọi người sẽ thấy rằng là ôi, không hiểu làm sao mà bạn này, cái bụng của bạn ấy nguyên si như là ngày xưa, thậm chí còn có vẻ là gọn gàng hơn và săn chắc hơn. Thay cho lời kết thì Anna có một cái phần muốn nhắn nhủ mẹ như thế này ạ. Chúng ta đã biết cái về dinh dưỡng rồi, chúng ta biết về vận động, thậm chí là bạn biết luôn cả cái phương pháp để mà chăm sóc bên ngoài để giúp cho vùng bụng của mình nó sẽ thon gọn và phẳng sau khi mà mình đã sinh bé. Thế thì bạn phải nhớ ở đây là chỉ có khoảng 20% trường hợp là mình sinh xong mà mình không hồi lại được như cũ thôi. Còn đa phần là các mẹ sẽ hồi về được như cũ. Tại sao mà lại có cái tỷ lệ không hồi về được như cũ? Bởi vì họ có một cái thói quen ăn uống là ai mời gì cũng ăn, ai tặng gì cũng ăn, ăn bất cứ cái gì rất là dễ tính, ăn bất cứ khi nào, thậm chí là ăn ban đêm, thậm chí là bởi vì là đang cho con bú cho nên là tận dụng cái khoảng thời gian đấy để mà ăn ban đêm. Thì đương nhiên những người như vậy là những cái người mà không chỉ là mới sinh con xong mà sau này họ cũng sẽ có cái thói quen mà để cho họ, cơ thể của họ bị tăng cân và bị nhiều những cái bệnh mãn tính khác nhau. Đối với mẹ thì mẹ không cần phải căng thẳng quá, mẹ cứ sảng khoái tận hưởng cái giai đoạn này, bởi vì mẹ phải tin là mẹ cứ ngưng sữa một cái là cơ thể của mẹ tự động giảm cân. Anna là một người tăng 20 cân trong giai đoạn mang thai, và sau khi sinh bé thì do là ăn rất là nhiều cho nên Anna không thể giảm được cân trong những cái thời gian khoảng 6 tháng đầu. Sau đó thì cân nặng nó cứ giảm dần, và khi mà kết thúc việc cho em bé ăn sữa khoảng sau 1 năm thì Anna lại trở lại vóc dáng như bình thường rồi. Đương nhiên là mình phải kết hợp một số cái như là tập luyện này, rồi lúc mà mình ngừng cho em bé ăn sữa thì nó là một câu chuyện khác. Lúc ngừng cho em bé ăn sữa thì mình giống như là một cơ thể trong những cái trạng thái rất là bình thường của con người. Cho nên mình sẽ kết hợp giữa tập thể dục, vận động và ăn uống để mình theo những cái phương pháp để mình giảm cân, nó rất là đơn giản, không có gì phức tạp. Đương nhiên nó sẽ đơn giản với những người mà có thể tuân thủ nguyên tắc. Nhưng mà kỳ lạ lắm, cái phương pháp dinh dưỡng mà đến từ tự nhiên ấy, nó sẽ giúp cho bạn là vô cùng dễ dàng để thực hiện. Đôi khi nó lại còn làm quen và nó lại còn thuận lợi và làm cho mình thèm những cái món đó thay vì những món mà trước đây mình nghĩ là mình thèm. Thế thì một lần nữa, mong rằng là mẹ sẽ áp dụng nó một cách thông minh và mẹ ưu tiên cái việc mà cho con ăn sữa và ưu tiên cái việc làm thế nào để đầy đủ sữa cho con cũng như là đảm bảo sức khỏe cho mẹ tốt trong giai đoạn này. Chúc mẹ có một cái giai đoạn nuôi con thật là vui vẻ và chúc cho em bé thật là thông minh, nhanh nhẹn,
và đáng yêu. Nếu mà mẹ có đồng tình hoặc không đồng tình gì, hoặc mẹ có câu hỏi gì, mẹ có thể comment vào cái video này và Anna sẽ trả lời trực tiếp hoặc trả lời những thắc mắc chung trong những video sau. Xin cảm ơn mẹ đã luôn ủng hộ kênh YouTube của Yobo. Nếu mẹ thích video này, mẹ hãy like và hãy share thông tin này đến với nhiều người hơn nhé, để tất cả mẹ bầu và mẹ sau sinh của chúng ta đều luôn khỏe mạnh và đẹp, thậm chí là đẹp hơn cả thời con gái nữa. Anna cũng là một trong những cái ví dụ điển hình của việc mình sinh xong thì mình đẹp hơn là ngày xưa rất là nhiều. Xin cảm ơn mẹ rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.